Hai chào bạn, hôm nay ngày 1 tháng 12 năm 2023. Shop Hưng Mi xin giới thiệu mẫu Feel. Xe của mấy anh em bên đội Nhật Bãi săn lùng và dọn lại. Con này là hàng dọn lại nha các bạn nha, xe Feel. Mấy anh mua xe hàng bãi lướt á, về mấy anh sơn dặm và dọn lại nha các bạn nha. Sơn dặm và dọn lại, Việt Nam mình sơn các bạn. Đó, sơn dặm và dọn lại. Sơn thì sơn Feel chính hãng và nó là hàng sơn dặm dọn lại nha các bạn nha, hàng dọn lại, hàng bãi mà. Ở hàng dặm dọn lại nha các bạn nha. Mấy con hồi sáng là bán rồi nha các bạn nha. Con này con Feel đỏ. Giá con xe đang được bán với giá 4.350.000. Feel đỏ. Mấy con này không có nhiều nha các bạn nha, do thợ Việt Nam mình thời gian rảnh rỗi cuối năm do kinh tế khó khăn á, bán chậm á, mấy ảnh thất nghiệp nhiều. Và mấy ảnh dọn lại. Dọn lại bán kiếm thêm nha các bạn nha. Các bạn ủng hộ giùm nha. Việt Nam mình mua xe lướt, xe cũ về dọn sơn lại để bán giá rẻ thì mình đăng giùm mấy ảnh thôi. 4.350.000, ghi đông bô tăng nhôm. Xe được trang bị cấu hình là 3 đĩa và 7 lip. Tay đề Shimano 37. Ghi đông bô tăng thì anh chọn ghi đông bô tăng Chuva. Này là mấy anh này tay nghề rất cứng nha các bạn nha. Đồ trong xe là đồ xé bịch hết nha các bạn nha. Cách nhà chạy mấy con sáng là khen rất là ok nha các bạn nha. Feel. Mấy bộ rúp này là hàng xé bịch hết nha các bạn nha, hàng mới. Sườn nhôm. 3 đĩa và 7 lít các bạn. Đây hàng Việt Nam mình sơn lại, nhìn biết liền nè, đó thì nói chung đó, sơn nè. Đó, đây các bạn thấy không? Còn đã dở lên nhôm. Nếu mà hàng Trung Quốc về thì người ta sẽ kỹ hơn. Nhưng mà đồ Việt Nam mình, nhưng mà đây lại là không phải khung Trung Quốc nha các bạn nha. Khung của mấy anh là mấy anh mua bên hàng bãi, mấy anh dọn lại cho mình bán. Đó, gửi bán giống như là tình hình kinh tế khó khăn, bây giờ thất nghiệp cũng nhiều đó, thì mấy ảnh rảnh rỗi xin ông nội dọn lại con xe. Xe và mấy ảnh là mua khung để dọn lại đó, và mua đồ phụ tùng là hàng xé bịch nha các bạn nha. Nè thì cái này nè, do là nói chung kỹ thì có kỹ, sơn này cũng có sơn nhưng mà cũng có chày xước nhẹ nha các bạn nha. Nè cái này là chóc tem thôi, chóc chóc xíu nha các bạn nha. Anh đang lấy em mượn cái đề can cái anh đang rồi, đề can tem hiệu gì cũng được, AB đó. Đây nó bị chóc nhẹ miếng tem, miếng sơn thì để em sơ em dán lại luôn, không bị cống mớm nha các bạn nha. Sơn nó bị chóc ra các bạn. Hàng sơn lại nè, cái hàng sơn thủ công bằng tay mình nè. Đó, hàng sơn xịt bằng tay các bạn. Đó. Xe thì sơn dặm tút lệ mới nha các bạn nha. Màu tem nè, tem này, tem này, tem nước nha các bạn nha. Đó, tem nước, đó. Hàng sơn dặm lại. Ở đâu đó nói rõ, đó. Nhưng mà sườn là và các anh mà bảo hành cho các bạn là chọn đời nha các bạn nha. Đó. Hàng sơn dặm lại, để em lấy tem dán lại. Đây bây giờ em dán tem lên nha các bạn nha. Cái tem rất nhỏ rất xinh nha các bạn nha. Đó, AB. Đó, mình học lại chữ cái cho đẹp nha các bạn nha. Đó, tem chữ cái. Mình dán lên cho nó đẹp. Đó. Rất là ok nha các bạn nha, rất ok. Đó. Sườn nhôm. Nè bánh này bánh bạc đạn nha các bạn, các bạn thấy để ý là người ta ráp rất kỹ, người ta vừa nhiễu dầu vô hết cho các bạn luôn. Màu sắc là màu đỏ đùm bạc đạn nha các bạn nha, đùm bạc đạn, niền nhôm, niền alet rim, tất cả các đồ là đồ xé bịch nha các bạn nha. Người Việt Nam mình làm rất kỹ nha các bạn nha. Làm dọn lại xe xé bịch hết cho các bạn, đồ rất là ok. Sườn nhôm. Màu đỏ. Feel mà, hàng công nghệ, hàng này hàng đời xưa nên dây nó vẫn đi dây ngoài nha các bạn nha. Mấy ảnh mua hàng này và hàng cũ về của người ta đó, mấy ảnh về sơn lại bán cho các bạn. Đó, nhưng mà do là vậy nè, các bạn mua mấy xe bãi các bạn để ý là khi mà người ta thay líp thay sơn thì ông này cắm ông kia sẽ đạp sẽ không ngon. Thì riêng ảnh, mấy ảnh là tay nghề rất là cứng đó, mấy ảnh nắm được cái điều đó, mấy ảnh cho các bạn là đồ mới hết, lên đồ mới hết cho chạy đồng bộ, cho chạy cực ngọt nhớ bạn nha. Giờ dĩa cũng xé bịch nè, Shimano nè, hàng mới nè, chính hãng nè. Cùi đề đĩa Shimano Tunay nè, sơn nè, sơn 7 nè, líp 7 Shimano luôn, líp 7 Shimano, cùi đề líp Shimano Tunay luôn. Xe được trang bị tổng cấu hình là 3 đĩa 7 líp, đầm XTRS bạc đạn, hai thắng đĩa cơ cũng mới luôn nè các bạn, đồ mới hết, chân trống cũng mới luôn, từng con ốc mới hết nha các bạn nha, không để cũ. Nói chung là
Con này á, nếu mà như một số chỗ nơi bán á, là người ta sẽ nói phiêu hàng mới chính hãng rồi 100%. Nhưng mà ở đây em lại bán, em nói cho các bạn là đây là hàng sơn dọn lại. Tất cả các đồ là đồ mới hết. Và chúng ta nhìn không ra được xe đã dùng rồi nha các bạn nha. Xe sơn dặm mới hết, rất đẹp nha các bạn nha. Rất là đẹp, giống như phục chế lại con phiêu. Phục chế lại, nhưng mà những cái mà như ví dụ ghi đông mà giờ phải đem đi chà lại để sơn lại thì thật sự không đẹp. Thì họ đã sử dụng ghi đông Chuvatip, bộ tăng Chuvatip nè, các bạn coi từng con ốc luôn nè. Ốc cũng sử dụng hàng loại tốt nữa. Nếu mà dân biết chơi á, dân những anh chị nào chơi trong làng xe đạp mà trình mà phải trình cao, chúng ta nhìn những con ốc nè là chúng ta biết nha các bạn nha. Nhìn thôi là đã thấy rồi. Bộ cổ nè các bạn thấy không? Nhìn vô thôi, chỉ có những người mà chuyên về am hiểu và kỹ thuật cơ khí là chúng ta nhìn vô chúng ta biết. Đồ rất là ok nha các bạn nha. Giá chỉ có 4.350.000, phù hợp túi tiền. Bây giờ các bạn mua xe cũ, mua xe cũ mà về đề clip hư, các bạn thấy này thấy kia, dọn này dọn kia, dọn muốn khùng luôn, mình nói thiệt dọn muốn khùng luôn, không ra được con xe ngon, thì mấy ảnh nắm bắt được tiêu chí đó, vừa có tay nghề vừa có trình độ về xe. Trình độ là sao? Về xe, xe mà cũng có trình độ nữa. Ông Sơn này không có quảng cáo kỳ, xe đạp mà không chính có trình độ. Thật sự là trình độ về xe nghĩa là sao? Nhà nghèo quá, đạp xe đạp từ nhỏ tới lớn các bạn, đạp từ nhỏ tới lớn biết sửa luôn, xe gì cũng sửa, xe lưu cũng sửa được luôn. Cái nghề nó dạy cái nghề, cái đói nó dạy cho cái nghề. Cái xe đạp mà nó truyền từ đời này qua đời kia, nghèo từ đời này qua đời kia đó. Và bây giờ kinh tế càng khó khăn, mấy ổng còn nghèo hơn nữa đó. Này mấy ổng quyết tâm đi lên, vượt lên chính mình, dục bỏ chai rượu, uống lon ba ba, làm con phiêu Tiger mắc quá đó. Thì má ảnh đã dục bỏ chai rượu chi pháp, uống lon ba ba, làm con phiêu rất đẹp. Giá chỉ có 4.350.000. 4.350.000 nghĩa là sao? 4 triệu là 4 lon, 350.000 là 4 lon 33, 50.000 khô mực đó nha các bạn nha. 4.350.000, 4 lon con khô mực, 4 lon 33 và một con khô mực à, rất là tuyệt vời nha các bạn. Hàng dọn lên rất ok à, đã giật lên rồi, giật lên rồi, từ bỏ rượu rồi chuyển sang uống bia nha các bạn nha. Các bạn thấy ốc yết nè, làm rất đẹp, có biên nè, hay nè, đồ. Cái yên cũng phục chế lại luôn nha các bạn, phục chế là hết. Công nghệ rất hay, tiện, rất chứng tỏ là tay nghề người ta rất tốt nha các bạn nha. Nè, cái này lau chùi lại chưa kỹ nè, còn dính dính đất nè các bạn. Lau chùi chưa kỹ còn dính đất nè các bạn thấy không? Còn dính đất. Một ít đất của Osaka da băng nè, đó, còn dính lại một xíu đất của Nhật. Đem về đây, đó các bạn, cạo miếng đất này nè, các bạn để lưu trong cái túi ni lông là biết đất của Nhật nha các bạn nha. Đồ nè, đó, sườn đã phục chế lại hết. Nha các bạn nha. Chúng ta phải giúp cho những người này, tại vì người ta đã từ bỏ rượu rồi nha các bạn nha. Giờ chuyển sang uống bia đó. Shimano Tunay nè, giò dĩa Shimano rất đẹp. Nói giỡn nè các bạn nha, nói vui cho vui nha các bạn nha. Quay video cứ đọc cấu hình hoài chán chết mẹ đó, mình đọc vậy cho vui nha các bạn nha đó. Có nhiều tay mà ganh ghét do đàm phán đàm tiếu vô lý lắm đó. Nói vui cho vui thôi, chứ thật sự là đây là những anh thợ làm mà sao uống bia được bạn. Làm bây giờ thời buổi giờ làm không ai uống bia hết. Uống sao uống 4 lon sao thời gian đâu làm nha các bạn nha. Không có thời gian để làm, ăn còn không có nên chỉ có thời gian nha các bạn nha. Kinh tế giờ nó rất là khó khăn, tiền ăn còn không có nó chỉ tiền đâu ra uống bia đó. Cùi đài đĩa Shimano Tunay nè, giò dĩa Shimano rất đẹp nè các bạn coi. Đồ mới nè nha, chưa chạy nha, cái này là không phải làm riêng, đồ mới hết nha các bạn nha. Sơn nè, clip nè, clip nè, clip 7 nè, đồ tất cả là đồ mới nha các bạn nha. Bánh bạc đạn luôn, test đồ chớn cho các bạn coi, test đồ chớn giá nhiêu? 4.350.000. Giá này chưa ship, chưa ship nha các bạn nha. Máy ảnh làm rất kỹ, từng con ốc vô dầu, vô mỡ bò cho các bạn, để các bạn chạy cho thật sự là êm ngon ngọt. Giá có 4.350.000, phiêu, hàng phục chế lại. Mà phục chế lại quá đẹp, quá tốt, quá ok. Có 4.350.000. Hồi nãy giờ mình không có nói nhậu nhẹt gì, nói vui cho vui thôi, chứ
các bạn đừng về coi video làm bốn con bia con khấu mực rồi nha các bạn nha, kỳ lắm đó. Mình bán xe đạp là mình không nên bàn tới rượu bia, rượu bia là từ thôi, không nên uống rượu bia. Chiều tối làm con khô mực rồi đó, không nên uống rượu bia, làm con khô mực hay xị rượu được rồi. Tên con xe Pew, hàng phục chế, giá xe đang được bán với giá 4.350.000. Nhớ nha các bạn nha, đừng uống rượu bia đó. Chứ không thôi các bạn lại kêu mình tuyên truyền uống rượu bia nữa, không uống rượu bia nha các bạn nha. 4.350.000, bánh lại chạy hoài luôn. Bây giờ nãy giờ mình nói sàm sàm vậy thôi chứ bánh nó chạy hoài các bạn. Xe có 4 triệu mấy chạy hoài luôn, bánh chạy mệt nghỉ luôn. Hai thắng đĩa cơ, bánh bạc đạn à, do dĩa Shimano, cùi đề đĩa Shimano, cùi đề lip Shimano, cái lip Shimano, tay đề Shimano, tay thắng Shimano, tay đề tay thắng Shimano, cùi đề đĩa Shimano, cùi đề lip Shimano, do dĩa Shimano, cái lip Shimano, 5 món đồ Shimano, 4.350.000, quá đẹp trong tầm giá. Phiêu, hàng thương hiệu đến từ nước Mỹ nha các bạn nha, đã được mấy nghệ nhân ở này gọi là kỹ sư, với lộn nghệ nhân là chơi chim, mà được đã được mấy kỹ sư và cao nhân tại Việt Nam phục chế lại con xe đó, phục chế lại nha các bạn nha, đã được những cao nhân phục chế lại con xe từ thời rất xa xưa, phục chế lại mới hoàn toàn từ cái cọng dây đề nè các bạn, dây đề dây thắng cũng là dây mới luôn nha các bạn nha, chứ không có tận dụng lại đâu nha các bạn. Dây đề là dây đề nè, có nhiều người phục chế mà không rành kỹ thuật đó các bạn, dây đề gắn dây thắng luôn mới ghê, dây thắng gắn dây đề luôn, ngõ gắn vô đề vài bữa cái dây cái cọng dây thắng nó thun lại y như con run đó, y như con run lại không xài được. Người mà tay nghề cao là người ta sẽ phân biệt được dây đề dây thắng, cọng dây thắng nè nó bự nè, cọng dây đề nó nhỏ nè đó, và cáp dây đề cáp dây thắng nữa nha các bạn nha. Mình để ý có nhiều con xe bãi á, dây đề dây thắng gắn tá lả luôn, về chạy đề đâu được, đề mấy bữa nó thun lại như con run, không có chạy được như con run. Ghi đông dạng hơi uống cong, tạo tư thế ngồi thoải mái. Tên con xe, thương hiệu con xe Phiêu nè các bạn, để ý cái bao tay làm cũng đẹp, bao tay này mua tiền không đó, tiền không, nhưng mà do mấy anh này là những người mà lão làng trong làng xe đạp, căm cũng tự đi rút từng cái, niền cũng ngồi tự làm ra từng cái từng cái, với tay nghề rất cao, nên khi họ ráp từng cái bb, từng cái chục, từng cái bạc đạn, họ đều vô dầu vô mỡ cho chúng ta, chúng ta chạy rất an tâm khi sử dụng con Phiêu nha các bạn nha. 4.350.000, các bạn nên nhớ hãy ủng hộ cho mấy ảnh, để mấy ảnh có 4 lon 33 và một con khô mực. Chào bạn.